Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Hà Hữu Hán đây mọi người ơi. Đây là đồ khủng á. Ok tất cả mọi người nha. Thì nói chung này để mình kể cho mọi người nghe nha. Nói chung này tuổi thơ thì ai cũng có tuổi thơ đúng không mọi người. Mà đặc biệt đó là cái tuổi thơ của mình đã là cái ghi liền với cái trà cho kiếu ma keo mọi người. Mấy đứa biết trà cho kiếu ma keo không? Kiếu gì? Kiếu ma keo qua mấy cái tảng lá của cái keo thịt bự nó rớt. Chưa tụi em cho kiếu nửa túi con này. Cái lỗi gì? Chuối là lỗi lỗi. Cái mà chuối mà nó bị bung ra đem kéo vô hầu đó mà kêu ít lắm. Hả? Mà cái đầu xưa ai mới nhiều ảo mà bây giờ giờ chúng mình đâu trao được nữa đâu. Biết sao mà ngự dưới đây giờ hiện đại làm đường bê tông thôi, giờ mới làm đường báo đây bây giờ mới xuống trao được. Kéo sao mà giờ cái lỗi như cái mâm đúng không? Giống như cái con khỉ đít đá phải lòng biết. Phải lòng biết con khỉ đít đá cái lỗi đít chip bự mà nó đã thì liền thế hả? Nhưng mà không sao, tao máu thấy ở trên kia có một cái cây keo. Có một cái cây keo mà nó có mấy cái tảng nó rớt xuống đầu, cái tảng bự lắm. Giờ mình lượm xuống mình ta mình ba anh em mình cho cuộc thì kéo mà keo rồi. Mà lượm chết thì sao? Sao kéo thì bây giờ mình đâu kéo một lần hai người mà. Kéo mày với Hà kéo tao. À đúng rồi, sao buồn dưới vậy? Nhiều vậy mà cũng biết thiệt chứ cơ chứ. Nào vậy thì lại đúng rồi. Nãy nó nói vậy. À đúng rồi, nó quên thằng Bèo đâu thì lại mới lung thi lại mà. Bây giờ nha. À thôi đỡ tao cắt cái đoạn này ra cho đỡ nó gì cái mặt mày sao mày. Thôi. Mày học trường. Ê mấy thằng thi lại đúng Bèo. Bây giờ nha. Nè, học thi lại là chuyện bình thường cho em không chịu học đâu chứ em thông minh lắm. Thôi bây giờ vậy nha, bây giờ lại tao bàn ký tưởng cái này. Bây giờ nói chung ba anh em mình giờ tao chia công việc ra. Bây giờ thằng ba lùng đi lượm cái ma keo ơi. Em biết cày đâu đầu lượm. Tao chỉ ra chứ xong tao xem tao tắt cái clip xong tao chỉ ra xong lên nó lượm xong xuống quay xuống chợ là chợ. Hiểu không? Bây giờ thằng Beo đi với anh công chuyện đi ra ba lùng đi lượm ma keo đi lên đâu cho nên nè. Có một cái cây keo thiệt bự cầm cái tảng nó bự nhất nha. Nhanh đi chục. Nhanh đi. Thôi. Nhanh. Là có cái chuyện kéo ma keo nghĩ sao cái thân anh em mình ốm nhôm nhách để mà kéo thằng đó luôn chứ nghĩ lưng cái gì em là cái gì cái thằng đó nó còn một tạ mà ta mà hai thằng góp lại chưa được đúng tạ nó mới sao quay chung thằng đó hôm nay bây giờ anh em thay phiên nhau kéo nhưng mà mình chéo xong chút rồi mình kiếm cái hồ nước này mà có hồ nước á tại sao mình kéo tao xong kéo nó dùng giếng luôn hả kéo dùng giếng luôn mình thằng hợp lý thằng thông minh nè sao mà người ta sẽ không kêu nó là thằng lùn của tiết nữa mà là kêu thằng lùn tiết đúng không hợp lý không bây giờ nha bây giờ anh bàn cái ý tưởng này nha đưa nói nha hay gì tháo được không bữa này cũng ghét nó lắm nha cái thằng đánh nó mặt thù lùn mình làm biến quá mà biểu ăn bữa anh nó dũng ăn nó ngầu rồi tôi bún cân xíu cái tôi bún cân chút mà nó ăn treo mà hết luôn còn xíu chay nè vậy nha mọi người bây giờ hai anh em mình sẽ phối hợp cho thằng bánh lục nha mọi người đụng cái thằng đó mình bực mình lắm bữa giờ rồi mà ok mọi người giờ mời mọi người xem tiếp cái clip của mình nha trước khi xem mọi người cho mình một like một đăng ký kênh nha mọi người ok đụng mẹ vừa nhét cái vừa hay đồ mập cầm mờ kèo cái nào vậy mày cầm mờ kèo đó kiếm sao nổi cái thân mày hôm nay vậy đi kiếm mà đi đây, béo đây. Quả cho máu làm rồng. Mày làm gì? Chút nữa tao với anh Hàng kéo mày ba vòng luôn. Hầu nãy hai anh em tính nào đó nghĩa là mày chỉ kéo hai anh em tao là mẫu đứa một vòng thôi. Còn là hai anh em tao kéo mày ba vòng muốn nữa. Sao được không? Được. Vậy cho nên tao muốn phân công mày là mày đi lượm cái đó cho đúng không? Đúng Bèo. Tao kéo cái gì? Sao kéo? Mày lượm bây giờ mày hỏi. Được hết á. Nói chung là kéo được hết á. Nói chung mình kéo cái đường đất ở đây để nó vui. Bây giờ đứng lại Bèo, đứng lại chỗ ba lùng cái này. Bây giờ nha. Bây giờ thâu mày kéo tao thằng Bèo trước đi. Đâu cơ. Được không? Mày kéo tao với thằng Bèo xong mày kéo thằng Bèo xong mày tới lúc mày kéo tao xong tao với thằng Bèo mới kéo ngược lại mày đó đúng không? Chứ kéo mày ba vòng mà biểu đúng không? Đúng Bèo. Thằng sao mày ăn gì mày khôn dữ mày. Sao điếm? Mà đúng không Bèo? Giờ chào đúng không? Vô. Đâu đó. Đỡ kiếm chỗ để cái quay vậy chứ gì mày? Nhanh đi. Đỡ kiếm chỗ để cái quay nha. Bèo nhẹ lắm đổ mình em kéo hay quay ơi. Hử? Đúng rồi, thôi bây giờ đi thằng tao mà kéo mày chưa nổ mình bèo kéo sao kéo nổ. Không ý là bèo nhẹ lắm đổ
cho còn hai quay ơi. À đúng rồi, có nghĩa là bây giờ mày đổ xe tao ngu dữ vậy. Quên chứ, quên chứ. Bây giờ nha, bây giờ mày kéo bèo trước, bèo bèo lên chơi luôn bèo. Kéo từ đâu tới đâu? Kéo từ chỗ đây trên túc đi chứ. Không đèo lên, đèo lên dứt dứt đi. Mày ngầu lên chứ, mày ngầu, mình ngầu kiểu chùm chùm hôm chùm hôm vậy. Bỏ díp ra luôn, bỏ díp ra luôn. Bỏ díp ra luôn, á vậy á. Đó, banh banh đi bự bự đang chút. Đó, gác chung đây chúng vô má hờ hầu nhỏ hay tao hay trao vậy á. Đó, đục mẹ bự bự bự. Đâu gác thấp đang chút. Đâu bé lùng kéo gần đây nè chứ đỡ nó xúc đứt mất. Không biết ông bà của chú anh chị và các bạn nào có biết cái trò kéo mà kêu đi không cho mình này, mình biết rồi kéo. Đâu đâu. Chuẩn bị tao hô 1 2 3 xong kéo nha. Trời em chưa biết kéo đây lại gì lắm, kéo mà chuối không à. Cái tuổi thơ của mình nhưng mà kéo gần này cho nó xúc mất cái nấm á. Kéo nữa. Kéo đi. Kéo nhanh rồi chứ kéo dễ sao chút mà tao kéo mà được. Ô, đâu được rồi. Tao đây á. Đã sao đỡ phèo vắng bèo chứ sao. Sao bèo. Vừa dít quá. Coi thử cái lũ nó thở vô. Sao sướng. Lũng lỗ nè. Lũng lỗ là không. Thâu ha, dương bèo trước còn xưa lũng lỗ lòi chỉ em xạo. Đúng rồi, thâu giờ tới lượt kéo tao mày vô đây. Tôi kéo tao mày đó nè. Đưa kéo gì không cho. Thôi giờ tao mày lấy cục đá kêu ra bỏ vô đây kéo cái hèm ngang qua cho đứt lòi chỉ cái hèm không. Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Đúng mày đưa lòi chỉ ba đó đi. Lại dép đây, từ dép đi kéo ra tao chuẩn bèo ba nha. Em Nam. Bà xuống. Tao mày kêu cho hay hèm này của em. Không, tao nhiều bèo vậy. Từ. Mày kéo được không mẹ? Nhanh lên nữa, kéo mạnh lên, thằng này kéo mạnh lên, nhanh lên nữa, một xíu nữa, chui ném lùi đi quá, é dừng, chui ném lùi đi luôn ngủ, mẹ này ném lùi đi quá, không, vô, hôm nay bùng thùng má cháy cho mày lùng quần tay anh hè gì vậy, hôm nay bùng thùng à, gì cháy nữa, mệt rồi xuống làm béo. Thao dìa bèo anh em mình dìa. Thao dìa bèo. Kéo em đi. Hử? Kéo em đi mặt quá. Kéo mày. Thôi tao kéo cho. Đỡ xuống cái này tao lại kéo quay vậy chứ. Mình cho là phải ấy rồi đúng không? Sao đặt chỗ đây được không? Bá Long. Được. Đỡ lại kéo quay vô đây nha. Kêu mà kêu kiếm mà kêu kiếm mà kêu nữa không Mỹ sao hai anh em đào kiếm mà không chứ không quả chứ dậy sao nữa đúng mèo có trao chịu đúng mèo không vào trao xuống cái con gì đó mày giao được tiếp xong người ta sợ mày cháy đồng tiếp kia tao thà mấy tao sợ mày giống bị giống như bị con khỉ tiết trả xong rồi mày mãi á chạy bèo cho đứa nó quýnh nè bèo. Không nghĩ gì hết, tự nhiên đem em đẩy em xuống chơi lại. Hử? Sao? Nói đó, bà con, coi như là cái bữa quay video quay về của thôn này thất bại rồi hả? Này mày thất bại, mà im nhàng đợi ra khoảng câu, mà cái lúc kéo nó cái ném lộ đi sao? Ném không? Đó, tao biết cái ném sợ mà bị chung khỉ thích đỡ, tao mới đẩy được xuống chứ. Là kêu mà chui bị nó, kêu mà kêu mà chui chứ. Kêu mà chui gì không? Kêu mà chui không đeo được đi. Mà chú là ma vậy. Tức chừng không? Đi bèo. Chạy. Nó chạy chậm á, Kéo nhanh đi bèo nhanh đi. Thôi phải ba tất cả mọi người giống mọi người. Hahahaha.